Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy Kawasaki KPT-100AL, máy mài góc 4 inch và 100mm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khui trong bên thùng có gì. Đầu tiên là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thứ hai là cái spare bạc để các bạn có thể nhìn thấy và sửa chữa nó dễ dàng. Tiếp tục nó là một cái tay cầm. Và đây là cái đồ mở phá đá, hàng Nhật rất là chắc chắn các bạn. Tiếp tục là nhân vật chính của chúng ta, đó là máy Kawasaki KPT-100AL. Đây là cái ốp chắn đá. Đây là cái khóa đá. Cái khóa đá để chúng ta giữ đá, chặt đá. Ở đây là cái để vặn tay cầm. Tiếp tục đây là cái công tắc. Công tắc này có khóa an toàn, bật lên và đưa xuống, bật lên và đưa xuống các bạn. Nếu mà không có an toàn này, chúng ta lỡ may chúng ta bóp một cái là coi như là nó có thể là gây nguy hại cho sức khỏe. Rồi, đây là cái đầu khí vào. Đầu khí vào này lưu ý hàng ngày sau khi sử dụng thì các bạn nhớ đổ dầu vào để chúng ta có thể bảo vệ cái linh kiện bên trong, giúp máy xài bền hơn và lâu hỏng hơn. Các bạn nhớ giọt nhỏ thì 7 tới 10 giọt nha. Đây là cái tem. Cái tem của nó rất là đẹp, có số series, có hãng, có vòng tua, thông số kỹ thuật. Đây là tem cảnh báo an toàn và năm sản xuất. Tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn một cái máy Kawasaki 100AL máy góc. Xin chân thành cảm ơn các bạn.